Đúng ạ. Thì bắt đầu từ cuối tuần trước thì chúng ta sẽ đã quay trở lại với cái hình thức là học online. Và trong buổi ngày hôm nay thì cô sẽ giảng cho các bạn 3 bài. Bài đầu tiên là bài đặc điểm giải phẫu và sinh lý cơ quan tiêu hóa trẻ em. Bài thứ hai là bệnh tiêu chảy cấp và bài thứ ba là đau bụng ở trẻ em. Các bạn có nghe được cô nói không ạ? Có. Vâng, thế nếu mà có cái vấn đề gì ví dụ như là không nhìn thấy hình ảnh này hoặc không nghe thấy âm thanh này thì các bạn có thể bật mic lên để trao đổi với cô thì để cô còn biết được ạ. Vâng. Thế thì Em không cái thấy mục tiêu slide. bạn không thấy slide à? Thế các bạn khác có thấy slide không ạ? Là không ạ. Hiện tại là cô Không đang ạ. chiếu cái zoom ấy ạ. Thế ạ. Vâng, thế thì để cô phải xem lại. Các bạn có nhìn thấy slide của cô không ạ? Còn em thấy rồi. Em thấy rồi. Vâng. Nếu mà có vấn đề gì về không rõ về hình ảnh này hoặc là không rõ về tiếng này thì các em có thể bật mic lên để trao đổi với cô. Vâng. Vậy thì bài đầu tiên mà cô muốn giới thiệu đối với các bạn đó là bài đặc điểm giải phẫu sinh lý hệ tiêu hóa trẻ em ạ. Vậy thì mục tiêu của bài này là gì ạ? Cái thứ nhất là mô tả được những cái đặc điểm về giải phẫu hệ tiêu hóa trẻ em. Và mục tiêu thứ hai là nêu được những cái đặc điểm về chức năng tiêu hóa chưa hoàn thiện ở trẻ em. Và từ những cái đặc điểm về giải phẫu và chức năng của hệ tiêu hóa trẻ em thì có thể lý giải được một số những cái biểu hiện về bệnh lý hoặc là sinh lý ở trẻ. Thì chúng ta biết rằng là cái cơ quan tiêu hóa của trẻ em nhá, thì nó gồm có ống tiêu hóa và các cái cơ quan khác ngoài ống tiêu hóa, nhưng nó có một cái vai trò rất quan trọng trong hệ tiêu hóa ở trẻ em. Vì chúng ta biết rằng là trẻ em thì không phải là một cơ người lớn thu nhỏ đúng không ạ? Mà trẻ em thì tất cả các cái hệ cơ quan thì đều có sự tăng trưởng, có sự phát triển và biệt hóa theo thời gian ạ. Và hệ tiêu hóa thì cũng như vậy ạ. Và hệ tiêu hóa thì đóng một cái vai trò vô cùng quan trọng, vì sao? Nó sẽ cung cấp năng lượng cho đứa trẻ để đứa trẻ đó tăng trưởng phát triển ạ. Vậy thì cái hệ tiêu hóa ở trẻ em thì gồm có ống tiêu hóa và các cái cơ quan ở ngoài ở cái ống tiêu hóa, nhưng mà đóng vai trò rất quan trọng trong hệ tiêu hóa, đó là gì ạ? Đó là gan ạ, đó là túi mật ạ, đó là tụy ạ, và các cái cấu trúc phối hợp ở vùng miệng, đó là lưỡi này, môi này, rồi các cái tuyến này, răng này. Thì đây là tất cả những cái cấu trúc phối hợp ở vùng miệng để tạo để giúp cho đứa trẻ đó có thể bú mút và ăn được ạ. Vậy thì cái cơ quan đầu tiên của hệ tiêu hóa mà cùng một người giới thiệu đối với các bạn đó chính là miệng ạ. Thì chúng ta thấy rằng là miệng của đứa trẻ thì có những cái đặc điểm rất phù hợp với cả cái động tác bú mút của đứa trẻ. Chúng ta biết là ngay khi mà đứa trẻ bắt đầu ra đời ạ, những đứa trẻ sơ sinh ạ, thì đứa trẻ đó đã có thể cung cấp được cái năng năng lượng đầu tiên, đó chính là từ dòng sữa mẹ đúng không ạ? Và ngay từ đầu khi mà đứa trẻ ra đời thì đã có cái phản xạ bú mút. Vậy thì cái miệng của đứa trẻ sơ sinh thì có những cái gì phù hợp với cái động tác bú mút? Thì chúng ta thấy rằng là cái hốc miệng của trẻ sơ sinh thì nhỏ, các cái xương hàm trên thì ít phát triển, và cái lưỡi thì rất là rộng và dày, có nhiều nang và gai. Các cái cơ môi thì phát triển rất là mạnh, và chúng ta biết rằng là ở trẻ nhỏ thì ở miệng của đứa trẻ có hai cục mỡ bi chát ở hai bên lớn đó. Hai cục mỡ này rất là lớn đó, làm cho làm sạm đứa trẻ này, mặt của những đứa trẻ đặc biệt là những đứa trẻ còn bú thì vô cùng là bầu bĩnh đúng không ạ? Và tất cả những cái cấu trúc này thì làm cho cái hốc miệng của đứa trẻ nó bé, chính vì vậy mà nó sẽ tạo nên một cái áp lực âm hút cái dòng sữa từ bầu vú của bà mẹ vào trong miệng của đứa trẻ. Cái niêm mạc của miệng thì rất là mỏng, có nhiều mạch máu. Tuy nhiên là trong vòng 3-4 tháng đầu đời thì cái tuyến nước bọt thì đã có rồi, nhưng mà nó chưa biệt hóa và chưa trưởng thành hoàn toàn. Chính vì vậy mà trong 3-4 tháng đầu đời thì cái tuyến nước bọt nó bài tiết ít nước bọt. Chính vì bài tiết ít nước bọt như vậy mà niêm mạc miệng thì lại mỏng và có nhiều mạch máu. Vì vậy mà cái niêm mạc miệng thì rất là dễ bị tổn thương. Và những cái tổn thương mà thường gặp ở những đứa trẻ nhỏ thì có thể là có hiện tượng bị nấm miệng này, hoặc là loét miệng, hoặc là viêm miệng lợi do herpes ạ. Và ở trẻ sơ sinh thì một số những cái tổn thương ở miệng mà chúng ta thấy có thể gặp được, ví dụ như niêm mạc miệng bình thường thì nó rất là mỏng và mềm thế này ạ. Đây là hình ảnh nấm miệng ạ, đây là những cái vết loét ở miệng ạ, và còn đây là hình ảnh ăn mòn trên răng. Và cái men răng nó rất là xấu như này ở những đứa trẻ bị trào ngược dạ dày thực quản bệnh lý. Thế còn ở những đứa trẻ sơ sinh
thì dọc cái đường giữa của vòm khẩu cái thì có những cái hạt hạt nó màu trắng hoặc là màu vàng nhạt, và dân gian người ta hay gọi những cái hạt màu trắng hoặc là màu vàng nhạt này là những cái nanh răng. Và hay có một cái động tác là người ta nghĩ rằng là những cái nanh răng này sẽ làm cho đứa trẻ đó bú kém hơn, đứa trẻ đấy không ăn không uống không bú được. Chính vì vậy mà hay có một cái động tác là nhuyễn những cái nanh răng đó đi. Nhưng thực chất những cái nanh răng này chính là những cái hạch bonat ạ, và đó là chỉ là những cái túi mà chứa niêm dịch thôi, và những cái hạch bonat này sẽ tự mất đi sau khi sinh khoảng vài tuần. Vì vậy, cái động tác mà nhền những cái hạch bonat này, tức là nhền những cái nanh răng như theo dân gian ấy, thì mô hình chung nó sẽ làm tổn thương cái niêm mạc miệng của đứa trẻ. Vì vậy là không khuyến cáo nhền những cái nanh răng này đi ạ. Tiếp đến chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp về cái phản xạ bú và nuốt của đứa trẻ ạ. Thì bú là một cái phản xạ bẩm sinh không có điều kiện và có trung tâm điều khiển ở hành tủy với cái sự phối hợp của nhiều các cái dây thần kinh khác nhau. Và ngay từ khi mà các bạn khám một đứa trẻ sơ sinh thì chúng ta thấy rằng là ngay đứa trẻ sơ sinh lúc chào đời đã có phản xạ bú nuốt rồi, đúng không ạ? Và một trong những động tác mà chúng ta cần khám đứa trẻ sơ sinh là xem là đứa trẻ đó có phản xạ bú hay không, đúng không ạ? Và phản xạ bú này là một cái phản xạ rất là bền vững ạ. Nó chỉ mất đi khi mà có cái tổn thương thần kinh trung ương nặng hoặc là chưa hoàn chỉnh ở một đứa trẻ bị đẻ non. Vậy khi khám một đứa trẻ mà không có phản xạ bú thì chúng ta phải xem rằng là liệu đứa trẻ đó có tổn thương thần kinh trung ương gì hay không, hay là đứa trẻ đó đẻ quá non mà phản xạ bú đó vẫn chưa được trưởng thành. Động tác bú thì nó gồm có 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là hút, giai đoạn thứ hai là ấn vào vú và sữa chảy ra, và giai đoạn thứ ba là từ cái dòng sữa từ trong miệng của đứa trẻ đó sẽ được nuốt vào trong thực quản ạ. Và cái động tác nuốt thì xuất hiện từ tuần lễ thứ 11 của thời kỳ bào thai, và phản xạ bú mút thì xuất hiện từ tuần lễ thứ 10 của thời kỳ bào thai ạ. Lúc nãy thì cô đã nói một chút về cái tuyến nước bọc rồi, đúng không ạ? Tuyến nước bọc thì có từ ngay từ sau khi sinh. Tuy nhiên chúng ta thấy rằng là trong vòng 3-4 tháng đầu đời thì cái tuyến nước bọc này chưa biệt hóa hoàn toàn. Chính vì vậy mà tuyến nước bọc bài tiết ít nước bọc hơn so với cả bình thường ạ. Amylase của tuyến nước bọc thì có từ tuần lễ thứ 12 của thời kỳ bào thai và hoạt động từ ngay sau khi sinh. Và chúng ta thấy rằng là khoảng tháng thứ 4 ạ, thì chúng ta thấy rằng là đứa trẻ hay có cái hiện tượng là chảy rớp rãi rất là nhiều. Và khi có hiện tượng chảy rớp rãi rất là nhiều như vậy thì người lớn thường hay nói rằng là đứa trẻ này sắp mọc răng rồi. Vậy thì lý giải cho cái hiện tượng mà khoảng 4 đến 5 tháng ấy, hay có cái tình trạng mà chảy rớp rãi rất là nhiều đó là như thế nào ạ? Thì chúng ta thấy rằng đây chính là cái thời điểm mà tuyến nước bọt bắt đầu được biệt hóa hoàn toàn, đúng không ạ? Và bắt đầu bài tiết nhiều nước bọt, cũng là cái thời điểm khoảng tháng thứ tư. Và cái thứ hai là dưới sự kích thích của các cái mầm răng ạ, thì các cái tuyến nước bọt cũng được bài tiết nhiều hơn, bài tiết đặc biệt nhiều khi mà đứa trẻ đó bắt đầu mọc răng. Vì vậy mà hay có cái hiện tượng là chảy nước bọt sinh lý ở thời điểm tháng thứ tư và tháng thứ năm. Thế còn ở những đứa trẻ mà bị suy dinh dưỡng nhá, thì tất cả các cái tuyến đều giảm bài tiết, trong đó có cả tuyến nước bọt. pH nước bọt thì khoảng 6 cho đến 7,8 và nó có chứa các cái men amylase và maltase. Khi mà khám nghiệm của đứa trẻ thì chúng ta sẽ phải quan một trong những cái mà chúng ta cần quan sát là chúng ta sẽ phải quan sát răng của đứa trẻ. Chúng ta biết rằng là răng của trẻ nhỏ, răng sữa sẽ bắt đầu mọc vào khoảng tháng thứ 6 và đến 24 tháng ạ. Và đến 6 tuổi thì sẽ thay răng sữa bằng răng dịnh viễn, và chúng ta có một cái công thức đầu tiên mà chúng ta cần nhớ ở trong bài học này, đó là công thức tính số răng. Thì công thức tính số răng sẽ bằng số tháng tuổi trừ đi 4 các bạn ạ. Thì chúng ta biết rằng là khi mà hỏi một đứa trẻ ấy, thì bao giờ cô cũng dặn các bạn là chúng ta sẽ phải hỏi ngày sinh của đứa trẻ, đúng không ạ? Từ ngày sinh của đứa trẻ thì chúng ta sẽ suy ra được số tháng tuổi của đứa trẻ. Và từ số tháng tuổi thì dựa theo cái công thức tính số răng này thì chúng ta sẽ có thể ước chừng là số răng của đứa trẻ đã mọc hiện tại là bao nhiêu ạ. Vậy thì khi mà khám miệng của một đứa trẻ mà cái số răng nó không ví dụ như đứa trẻ đó mọc cái số lượng răng ít hơn so với cái công thức tính số răng này, thì chúng ta có thể theo dõi là đứa trẻ này có hiện tượng là có xương, gây nên cái tình trạng là chậm mọc răng. Đó là cái ứng dụng khi mà chúng ta sử dụng cái công thức tính số răng này trên lâm sàng ạ. Và trẻ nhỏ thì có thể phân biệt được cái vị mặn và vị ngọt lúc 1 tháng tuổi. Tuy nhiên cô cũng lưu ý một chút cho với các bạn ạ. Chúng ta biết là cái công thức tính số răng thì sẽ bằng số tháng tuổi trừ đi 4. Tuy nhiên là răng sữa thì cũng chỉ có tối đa 20 cái răng thôi các bạn ạ.
Các bạn nhớ nhé là răng sữa cũng chỉ có tối đa 20 cái răng. Vì vậy một đứa trẻ mà có 32 tháng hoặc là 28 tháng chẳng hạn, thì tuy là chúng ta có thể ứng dụng cái công thức này là tính số răng, tuy nhiên là chúng ta không thể lấy 32 trừ đi 4 để bằng 28 cái răng, hoặc là 28 trừ đi 4 bằng 24 cái răng được. Vì sao ạ? Vì tối đa cũng chỉ có 20 cái răng sữa mà thôi ạ. Và trẻ có bắt đầu có cái xu hướng thích ăn đặc, thức ăn đặc hơn vào khoảng tháng thứ 4 á. Tiếp là cơ quan thứ hai mà chúng ta cần quan tâm thì sau miệng là chúng ta sẽ thấy là sẽ đếm đi theo ống tiêu hóa là sẽ đếm thực quản ạ. Và chúng ta thấy rằng là ở trẻ sơ sinh ấy, thì thực quản có hình chóp. Và trẻ sơ sinh và trẻ có bú thì thực quản không có các cái tuyến niêm dịch. Các cái tổ chức cơ và tổ chức chun ở thực quản thì chưa phát triển đầy đủ ạ. Vách của thực quản ở trẻ em thì mỏng hơn so với cả người lớn. Các cái tổ chức đàn hồi và tổ chức xơ thì chưa phát triển. Niêm mạc thì ít các cái tổ chức tuyến và nhiều mạch máu. Chính vì vậy mà khi có một cái tổn thương gì ở thực quản ấy thì rất là dễ hay bị các cái hiện tượng ví dụ như là bị chít hẹp thực quản. Và sự co bóp của thực quản thì hình thành ngay khi có trẻ có cái động tác mút và bú. Chúng ta có một cái công thức thứ hai mà chúng ta có cần nhớ, đó là cái khoảng cách từ cung răng đến tâm vị dạ dày ạ. Thì cái khoảng cách từ cung răng cho đến tâm vị dạ dày sẽ bằng 1/5 chiều dài cơ thể cộng với cả 6,3 cm ạ. Vậy thì cái công thức mà tính khoảng cách từ cung răng đến tâm vị dạ dày này thì nó có vai ý nghĩa gì ạ? Khi mà một đứa trẻ mà không có phản xạ bú mút thì chúng ta thấy rằng là chúng ta sẽ phải cho đứa trẻ đó đặt sông ạ. Thì một trong những mà khi mà chúng ta cho đứa trẻ đó đặt sông thì chúng ta sẽ phải quan tâm, thứ nhất là chúng ta xem là chúng ta sẽ phải chọn cái sông như thế nào, tức là chúng ta sẽ quan tâm đến cái kích thước sông như thế nào. Thì cái đường kính, kích thước của sông nó sẽ phụ thuộc vào đường kính của thực quản, đúng không ạ? Và chúng ta thấy rằng là cái đường kính của thực quản này thì sẽ thay đổi theo các cái lứa tuổi như trên ạ. Và cái thứ hai là sau khi mà chúng ta chọn xong được về cái kích thước của sông rồi thì chúng ta sẽ phải quan tâm là chúng ta sẽ phải đưa cái sông đó vào cái chiều dài khoảng bao nhiêu cm thì sẽ đến được dạ dày của đứa trẻ, đúng không ạ? Thì nó sẽ dựa vào cái khoảng cách từ cung răng đến tâm vị dạ dày này để chúng ta đánh giá. Đó là cái ứng dụng của cái công thức này trên lâm sàng ạ. À, tiếp đến sau thực quản thì chúng ta sẽ quan tâm cơ quan tiếp theo, đó là dạ dày. Thì chúng ta biết rằng là dạ dày là một cái cơ quan nằm ở phía dưới của cơ hoành, và cái đoạn thực quản nằm ở phía dưới của cơ hoành được gọi là đoạn thực quản bụng ạ. Và cái góc mà tạo bởi sự đoạn thực quản bụng và bờ cong lớn của dạ dày được gọi là góc His, đúng không ạ? Vậy thì ở trẻ nhỏ thì có đặc điểm gì khác biệt so với cả người lớn? Thì chúng ta thấy rằng là cái dạ dày của trẻ nhỏ ấy ạ, thì cái kích thước, hình thù và cái vị trí thì thay đổi tùy từng người ạ. Và ở trẻ nhỏ thì dạ dày của trẻ nhỏ thì nằm cao hơn, nằm ngang hơn và hình tròn so với cả người lớn. Chính vì vậy mà đứa trẻ nhỏ thì rất hay có hiện tượng bị nôn trớ. Và lớn lên theo thời gian thì cái dạ dày của trẻ nhỏ cũng thay đổi dần về cái vị trí, về cái hình thù ạ. Và ở đứa trẻ mà biết đi thì dạ dày nằm đứng dọc, hình dài và thuôn, và ở cái lứa tuổi từ 7 đến 11 tuổi thì hình thể của dạ dày giống như ở người lớn á. Và chúng ta thấy rằng là nếu như ở người lớn á thì chúng ta thấy rằng là dạ dày thì nằm sao ạ? Hình chữ Z, đúng không ạ? Hình dài và thuôn, đúng không ạ? Thế còn ở trẻ nhỏ thì nằm cao hơn, nằm ngang hơn và hình tròn. Đồng thời đặc biệt là trong những tháng đầu đời á, trong vòng 6 tháng đầu đời á, thì chủ yếu là đứa trẻ nằm trên vòng tay bế ẵm của người chăm sóc. Vì vậy mà rất hay có hiện tượng là trào ngược dạ dày thực quản sinh lý, đặc biệt hay gặp ở đứa trẻ 6 tháng tuổi. Đồng thời một đặc điểm nữa, không những là vì cái hình thể của dạ dày nằm cao hơn và nằm ngang hơn so với cả người lớn nên là dễ bị nôn trớ. Còn một cái đặc điểm nữa là các cái cơ của dạ dày thì phát triển không đồng đều các bạn ạ. Chúng ta biết rằng là các cái cơ ở vùng tâm vị ạ, những các cái cơ ở vùng tâm vị ở trẻ nhỏ thì lại rất là lỏng lẻo ạ và phát triển yếu, trong khi đó thì các cái cơ ở vùng môn vị thì đóng rất là chặt và phát triển mạnh. Vì vậy mà các cái thức ăn ở trong dạ dày ạ và các cái dịch tiêu hóa ở trong dạ dày ấy, rất dễ trào ngược từ tâm vị đi lên trên thực quản ạ. Thì đó cũng là một cái đặc điểm làm cho đứa trẻ dễ bị nôn trớ ạ và dạ dày dễ bị biến dạng sau khi ăn. Một đặc điểm nữa là gì ạ? Cái góc His này ở người lớn thì nó là một cái góc nhỏ
nhọn ạ. Tuy nhiên cái góc hít ở trẻ nhỏ thì lại là một cái góc tù, và đặc điểm này cũng làm cho đứa trẻ đó rất là dễ bị nôn chớ. Vậy là có ba cái vấn đề ở dạ dày có thể lý giải cho cái hiện tượng là làm sao mà những đứa trẻ nhỏ, đặc biệt là những đứa trẻ dưới 6 tháng tuổi rất là hay bị nôn chớ. Đó là do cái hình thể của dạ dày nằm cao hơn, nằm ngang hơn so với cả người lớn á. Cái thứ hai là các cái cơ ở dạ dày thì phát triển không đồng đều. Các cái cơ ở vùng tâm vị thì lỏng lẻo, còn các cái cơ ở vùng môn vị thì phát triển mạnh và đóng chặt. Và cái thứ ba là cái góc hít này làm cái góc tù ạ. Thì đó là ba cái đặc điểm lý giải là vì sao những đứa trẻ nhỏ rất là dễ có hiện tượng trào ngược dạ dày thực quản sinh lý là như vậy ạ. Vậy thì ở trên lâm sàng mà khi có một đứa trẻ, các bà mẹ than phiền với các bạn là đứa trẻ nhỏ rất là dễ bị trào ngược dạ dày, rất là hay có cái tình trạng bị nôn chớ như vậy ạ, thì chúng ta sẽ phải tư vấn cho các ông bố bà mẹ như thế nào ạ? Thì chúng ta thấy rằng là chúng ta sẽ nên tư vấn cho ông bố bà mẹ là sau khi mà cho đứa trẻ đó bú xong ạ, thì không nên là đặt đứa trẻ đó nằm ngay ạ, và chúng ta nên bế đầu cao, nằm đầu cao khoảng 2, những đứa trẻ nào bị trào ngược nhiều thì nên bế, có khi là sẽ phải bế đến khoảng 30 phút ạ, hoặc là chúng ta sẽ phải cho đứa trẻ đó bế vác đứa trẻ đó lên vai, sau đó thì vỗ hơi cho đứa trẻ ạ, thì nó sẽ làm giảm cái hiện tượng trào ngược nôn chớ, hiện tượng trào ngược dạ dày thực quản sinh lý ạ. Chúng ta tiếp tục tìm hiểu tiếp về cái chức năng co bóp của dạ dày ạ. Thì cái sự co bóp của dạ dày thì bắt đầu từ tuần lễ thứ 28 của thai kỳ ạ. Và khi các cái nghiên cứu chỉ ra rằng cái thời gian mà tống hết 50% lượng thức ăn trong dạ dày ở những đứa trẻ đẻ non và những đứa trẻ đủ tháng thì có sự khác biệt, và nó cũng có sự khác biệt khi mà đứa trẻ đó dùng sữa mẹ hay là dùng sữa công thức. Cụ thể là đối với những đứa trẻ đủ tháng ạ, thì cái thời gian mà tống hết 50% lượng sữa ở trong dạ dày là 48 phút đối với sữa mẹ và 78 phút đối với cả sữa công thức. Và đối với đứa trẻ đẻ non thì là thời gian tống hết 50% lượng thức ăn trong dạ dày là 25 phút đối với sữa mẹ và 51 phút đối với cả sữa công thức ạ. Và cái dung tích của dạ dày thì cũng thay đổi theo khối lượng và tính chất thức ăn, và cũng thay đổi theo lứa tuổi ạ. Chúng ta thấy rằng là ở trẻ sơ sinh ạ, thì cái dung tích của dạ dày là khoảng 30-35 cm khối, ở lứa tuổi 3 tháng là 100 cm khối, và ở lứa tuổi 12 tháng là 250 cm khối. Vậy thì lúc nãy chúng ta đã nói về những đứa trẻ mà không có phản xạ bú múc đúng không ạ? Chúng ta sẽ phải đặt sông để cho đứa trẻ đó ăn qua sông đúng không ạ? Thì lúc nãy chúng ta đã nói về vấn đề là chọn sông, kích thước sông để đặt sông như thế nào rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ phải quyết định ý định xem rằng là cái lượng thức ăn mà chúng ta cần cho đứa trẻ đó ăn một bữa là bao nhiêu ạ. Thì một trong những cái mà để chúng ta lưu ý khi mà cho đứa trẻ đó ăn bao nhiêu một bữa, đó chính là cái dung tích của dạ dày này nó sẽ thay đổi theo lứa tuổi, để chúng ta cho ăn một cái lượng thích hợp. Vì sao ạ? Vì khi mà bơm một lượng sữa quá nhiều mà vượt quá cái dung tích của dạ dày thì làm sao? Làm dạ dày căng giãn quá mức thì lại càng làm cho cái hiện tượng trào ngược dạ dày, càng làm cho đứa trẻ đó dễ bị nôn chớ hơn. Các cái chức năng của dạ dày thì nó cũng giống như là người lớn ạ. Tuy nhiên ở trẻ sơ sinh thì cái chức năng bài tiết của dạ dày vẫn còn yếu, và các cái chức năng bài tiết này nó sẽ tăng dần theo tuổi ạ. Các cái tuyến tiêu hóa thì chưa phát triển đầy đủ. Chính vì vậy mà thành phần của các cái men tiêu hóa thì cũng giống như người lớn, nhưng cái số lượng và chất lượng thì kém hơn, và cái sự bài tiết axit ở trong dạ dày thì vẫn còn thấp ạ. Và cái sự bài tiết axit vào tháng thứ 3 thì chỉ bằng 1/4 cho đến 1/2 của người lớn. Chính vì cái sự bài tiết axit này còn thấp như vậy và còn yếu như vậy, nên là cái pH của dạ dày cũng không được bằng như người lớn đúng không ạ? Chúng ta thấy rằng ở trẻ bú mẹ thì cái pH của dạ dày là 3,8 cho đến 5,8 ạ. Thế còn ở người lớn thì dần dần là các cái tuyến, các cái sự bài tiết axit nó tăng dần, thì ở trẻ lớn là khoảng từ 1,5 cho đến 2, dần dần là sẽ bằng cái pH của người lớn ạ. Các men tiêu hóa của cái dạ dày ạ, thì các cái men thì cũng tương tự như cả người lớn ạ. Tuy nhiên các bạn nhớ rằng là số lượng và chức năng của các cái men tiêu hóa này thì sẽ trưởng thành vào tháng thứ 6. Vì vậy mà tháng thứ 6 là cái thời điểm mà các nhà dinh dưỡng khuyến cáo cho các ông bố bà mẹ bắt đầu cho đứa trẻ đó bắt đầu ăn bổ sung. Tiếp đến là chúng ta sẽ tìm hiểu về ruột ạ. Thì chúng ta thấy rằng là các cái quai ruột ở phía trên thì
xếp dọc sẽ xếp ngang đúng không ạ? Còn các cái quai ruột ở phía dưới thì xếp dọc. Vậy thì giải phẫu ruột của trẻ em thì có những cái đặc điểm gì cần lưu ý và khác biệt so với cả người lớn? Thì chúng ta thấy rằng là ruột của trẻ thì phát triển rất là nhanh trong vòng 3 năm đầu đời và trưởng thành vào khoảng năm thứ tư ạ. Và so với cả chiều dài cơ thể thì ruột của trẻ dài hơn so với cả người lớn, và có một cái công thức tính cái chiều dài trung bình của ruột sẽ bằng chiều dài trẻ lúc ngồi nhân với cả 10. Ở trẻ nhỏ thì cái chẩn đoán viêm ruột thừa rất là khó khăn. Vì sao mà lại khó khăn? Vì thứ nhất là cái đặc điểm giải phẫu của ruột ạ. Thì ở trẻ dưới 1 tuổi thì ruột thừa có hình phễu, phát triển nhanh và ruột thừa nằm phía sau manh tràng. Và khi mà ruột thừa nằm phía sau manh tràng như vậy thì chẩn đoán viêm ruột thừa cũng trở nên khó khăn hơn. Và cái thứ hai là gì ạ? Ở trẻ nhỏ thì chúng ta rất là khó hỏi được cái cảm giác là có thực sự là đứa trẻ đó đau bụng hay không. Và cái thứ hai là khi mà đứa trẻ đó đau bụng rồi thì cũng lại khó xác định được cái là cái vị trí đau chính xác ở vị trí nào. Có khi là đứa trẻ đó đau ở hầu hết tất cả những đứa trẻ đau bụng ạ. Thì ví dụ như 10 đứa trẻ đau bụng đến với các bạn thì có khi đến 6 đến 7 đứa trẻ là đã chỉ vị trí đau là ở vùng quanh rốn rồi, chứ không xác định được chính xác cái vị trí đau là vị trí nào. Chính vì vậy mà cái chẩn đoán viêm ruột thừa cũng trở nên khó khăn hơn ạ. Và cái trực tràng thì tương đối là dài, cái tổ chức mỡ thì lỏng lẻo, và vì vậy vì trực tràng lại dài và cái tổ chức mỡ lỏng lẻo nên làm khi mà có những cái động tác làm tăng áp lực trong ổ bụng hoặc là các cái bệnh lý mà đứa trẻ đó làm cho đứa trẻ đó dặn nhiều, ví dụ như là sau khi bị lị này, hoặc là khi mà bị ho gà này, hoặc là bị táo bón thì là rất là dễ có cái hiện tượng xa trực tràng. Đại tràng sigma, mạc treo ruột thì cũng tương đối dài, cong và ngoằn nghèo. Manh tràng thì ngắn và di động. Các cái lớp cơ ở ruột thì cũng phát triển chưa đầy đủ ạ. Chính vì vậy mà ở trẻ nhỏ rất là dễ có hiện tượng lồng ruột hoặc là sóng ruột. Đặc biệt là ở những đứa trẻ 6 đến 18 tháng thì rất hay có hiện tượng là bị lồng ruột ạ. Và cái hiện tượng mà bị lồng ruột ở những đứa trẻ mà dưới 2 tuổi, cụ thể là khoảng từ 6 đến 18 tháng này, thì người ta sẽ lý giải là do cái đặc điểm giải phẫu của ruột chưa trưởng thành. Tức là gì ạ? Ruột, các cái lớp cơ của ruột thì chưa phát triển đầy đủ. Các cái đại tràng mạc treo ruột thì dài ạ và chưa được cố định chắc vào cái thành ruột, chính vì vậy mà rất hay có hiện tượng lồng ruột. Thế còn nếu như ở những lứa tuổi lớn hơn, tức là trên 3 tuổi, 3, 4, 5 tuổi mà vẫn còn hiện tượng là bị lồng ruột thì chúng ta không thể lý giải cái nguyên nhân của hiện tượng lồng ruột đó là do cấu trúc giải phẫu của ruột chưa trưởng thành nữa, và chúng ta sẽ phải xem là có bất thường gì ở ruột gây nên cái hiện tượng lồng ruột tái diễn hay không. Ví dụ như là có khối u gì ở trong lồng ruột, hoặc là có khối polyp gì ở trong lồng ruột, hoặc là do túi thừa vết kem cũng có thể gây nên cái tình trạng là lồng ruột tái phát ở những đứa trẻ lớn ạ. Thì chúng ta sẽ phải tìm hiểu những cái nguyên nhân đó ạ. Các cái enzyme của ruột thì nó thấy rằng lactase có ở ngay trong các cái enzyme của ruột, thì chúng ta rất quan tâm đến lactase. Vì sao? Vì ở trẻ nhỏ thì 50% cái năng lượng ở trẻ nhỏ dưới 6 tháng tuổi thì là 100% năng lượng được cung cấp từ sữa, đúng không ạ? Thế còn những cái trẻ lớn hơn thì cũng đã khoảng 50% năng lượng cung cấp cho trẻ thì là từ sữa, và chúng ta lại rất quan tâm đến lactase. Và cái lactase này thì ở trẻ đẻ non thì nó sẽ phụ thuộc vào cái nồng độ cung cấp đường lacto ạ. Và cái thời gian mà thức ăn ở ruột trung bình lưu thông là khoảng từ 12 cho đến 16 tiếng. Một cái phần nữa mà chúng ta cần quan tâm khi mà tìm hiểu về hệ tiêu hóa của trẻ nhỏ là chúng ta sẽ quan tâm đến hệ vi sinh vật đường ruột. Thì chúng ta biết rằng là khi mà một đứa trẻ mới ra đời ạ, thì tất cả các cơ quan đều vô khuẩn, đúng không ạ? Và hệ tiêu hóa cũng vậy, cũng chưa hề có một cái vi khuẩn nào. Vậy thì sau khi đứa trẻ đến sinh ra thì theo các bạn thì các cái vi khuẩn sẽ xâm nhập vào đường tiêu hóa thông qua những con đường nào? Bạn nào có thể nói cho cô? Theo các bạn, hệ tiêu rồi, qua miệng. Còn gì nữa không ạ? Cô là qua đường hô hấp ạ. Qua đường hô hấp, rồi ạ. Còn gì nữa ạ? Qua hậu môn trực tràng nữa. Qua hậu môn trực tràng. Rồi, các bạn còn ý kiến gì nữa không ạ? Có thể quay được hướng ra ạ.
Có thể qua đường ra. Vâng, cảm ơn các bạn. Cô thấy rằng là các bạn đã nói được rất là nhiều cái con đường mà đứa trẻ đó có thể làm. Khi mà mới sinh thì cơ thể có rất là ít vi khuẩn và hệ tiêu hóa thì hầu như không có vi khuẩn. Và thông qua những cái con đường, ví dụ như là qua chế độ ăn và qua đường miệng. Vì sao? Chúng ta biết rằng là trong 100ml sữa mẹ đã có từ 10 mũ 3 cho đến 10 mũ 4 các loại vi khuẩn, mà chủ yếu là các cái trực khuẩn bifidus, tức là các cái vi khuẩn lactobacillus hoặc là bifidobacterium. Đó là các cái vi khuẩn vô cùng có lợi, tạo nên cái hệ vi khuẩn trí tốt ở trong đường ruột của đứa trẻ. Cái thứ hai là khi thông qua cái động tác bú mút ấy, thì các cái hệ các cái vi khuẩn ở da, cụ thể là ở da của bà mẹ này, da ở đầu vú này, cũng có thể xâm nhập vào đường tiêu hóa của đứa trẻ thông qua môi trường này, qua hệ hô hấp này, và đồng thời là các cái hình thức sinh ạ. Thì chúng ta biết rằng là những đứa trẻ mà sinh theo hình thức là đẻ thường thì đứa trẻ đó sẽ đi qua cái âm đạo của bà mẹ, đúng không ạ, và sẽ tiếp xúc với các cái hệ vi khuẩn ở trong âm đạo của bà mẹ. Và khi mà bà mẹ có một cái hệ vi khuẩn tốt ạ thì nó sẽ không ảnh hưởng gì đến đứa trẻ. Thế còn nếu như bà mẹ mà bị các cái nhiễm khuẩn ở âm đạo chẳng hạn thì nó cũng mang tặng cho em bé những cái vi khuẩn không có lợi ạ. Và sau sinh khoảng 10 đến 20 tiếng ạ thì ruột sẽ có những cái vi khuẩn đầu tiên từ môi trường bên ngoài vào. Và các cái vi khuẩn này thông qua những cái con đường mà cô vừa nói ạ thì nó sẽ tạo nên một cái hệ vi khuẩn trí vô cùng phong phú ở trong đường tiêu hóa của bà mẹ ạ. Trong đường tiêu hóa của đứa trẻ ạ. Và cái hệ vi khuẩn trí này thì nó sẽ có tác dụng bảo vệ cho đứa trẻ. Các bạn nghe cô nói có rõ không ạ? Có. Vâng, nếu mà có vấn đề gì thì các bạn có thể bật mic để trao đổi với cô ạ. Vâng. Và các cái vi khuẩn trí này thì nó sẽ thay đổi theo chế độ ăn. Thì như lúc đấy ạ, khi mà đứa trẻ đó được ăn sữa mẹ thì chủ yếu trong sữa mẹ, 100ml sữa mẹ đã có từ 10 mũ 3 đến 10 mũ 4 các cái vi khuẩn bifidus này rồi ạ. Và chính vì các cái vi khuẩn bifidus này thì lại nó sẽ tạo nên cái phân của đứa trẻ ăn sữa mẹ khác với cả đứa trẻ ăn sữa công thức mà tí nữa cô sẽ phân tích ở là những cái slide tiếp theo. Thế còn đứa trẻ mà ăn sữa công thức ạ, cụ thể là ăn sữa bò ạ, thì cái hệ vi khuẩn trí đường ruột của đứa trẻ đã chủ yếu là các cái trực khuẩn gramum và vi khuẩn E. coli. Và trực khuẩn gramum và vi khuẩn E. coli này đã chủ yếu là các cái vi khuẩn lên men thối. Vì vậy mà cái phân của đứa trẻ mà ăn sữa công thức thì thường nó có mùi thối hơn và nó đặc hơn so với cả đứa trẻ ăn sữa mẹ ạ. Khi mà người ta nghiên cứu cái thành phần vi khuẩn ở trong phân của đứa trẻ ạ, thì người ta thấy rằng là có những cái vi khuẩn rất là có lợi, nó làm tăng cường cái sức khỏe cho đứa trẻ, đồng thời có những cái vi khuẩn có hại gây bệnh cho đứa trẻ, và có những cái vi khuẩn ở vị trí ranh giới, ở vị trí cân bằng. Nghĩa là gì? Nếu như cơ thể đứa trẻ đó khỏe mạnh thì nó không có vấn đề gì. Thế còn khi mà đứa trẻ đó bị suy giảm miễn dịch hoặc là có những cái vấn đề gì bất thường thì các cái vi khuẩn ở vị trí cân bằng này có thể trộn lên thành những vi khuẩn có hại cho đứa trẻ. Vậy thì vai trò của các cái vi khuẩn trí ở trong đường ruột của trẻ nhỏ là gì? Thì chúng ta thấy rằng là hệ vi sinh vật đường ruột này có vai trò rất là nhiều các cái chức năng khác nhau cho cơ thể của đứa trẻ. Cụ thể là gì? Các cái hệ vi sinh vật đường ruột này có chức năng bảo vệ cho cơ thể đứa trẻ khỏi các cái vi sinh vật gây bệnh. Cơ chế là gì? Các cái vi sinh vật đường ruột này sẽ thay thế các cái vi khuẩn gây bệnh. Các cái vi sinh vật đường ruột này sẽ cạnh tranh các cái chất dinh dưỡng, sản xuất các cái yếu tố kháng khuẩn, hoạt hóa cái đáp ứng miễn dịch tại chỗ và tăng cường cái hàng rào bảo vệ ở ruột ạ. Chức năng thứ hai của hệ vi sinh vật đường ruột là phát triển hệ miễn dịch. Chúng ta biết rằng là trong cái hệ miễn dịch của người ấy, thì có một cái hệ miễn dịch rất là lớn, đó là hệ miễn dịch ở trong đường ruột. Và các cái vi sinh vật đường ruột này sẽ tăng cường sản xuất các cái IgA tiết ạ, điều hòa cái phản ứng viêm toàn thân và tại chỗ, làm giảm tính thấm của các cái tế bào niêm mạc ruột và làm gia tăng cái tình trạng dung nạp thức ăn. Chức năng thứ ba của hệ vi sinh vật đường ruột đó là chức năng tiêu hóa và chuyển hóa. Hệ vi sinh vật đường ruột này kích thích sản xuất các cái vitamin, đặc biệt là các cái vitamin nhóm B và vitamin nhóm K, tăng cường cái sự lên men carbohydrate khó tiêu hóa, chuyển hóa các cái chất gây ung thư ở trong thức ăn ạ. Và chức năng cuối cùng của hệ vi sinh vật đường ruột đó là phát triển về vấn đề thần kinh ạ. Chúng ta thấy rằng là các cái nghiên cứu gần đây thì nói rất nhiều đến vai trò của cái hệ não ruột ạ. Thì cái vi sinh vật đường ruột này sẽ giúp
điều hòa cái trục não ruột trong cái giai đoạn phát triển thần kinh và kiểm soát cái thần kinh vận động và cảm xúc của đứa trẻ. Một cái phần nữa mà cô muốn nói khi mà tìm hiểu về hệ tiêu hóa của trẻ nhỏ đó là cái sự hấp thu nước và điện giải bình thường ở đường ruột của trẻ nhỏ. Thì chúng ta thấy rằng là đây là một cái sự hấp thu nước bình thường ở một người lớn ạ. Vì sao? Vì trẻ nhỏ thì cái nhu cầu nước và thức ăn của đứa trẻ đó sẽ tăng dần theo lứa tuổi, đúng không ạ? Thế còn đây là cái sự hấp thu nước bình thường ở ruột của một người lớn. Thì chúng ta thấy rằng là ở một người lớn bình thường ạ, thì một ngày sẽ ăn trung bình khoảng 2 lít ăn và nước uống khoảng một ngày. Các cái dịch của đường tiêu hóa tiết ra gồm có dịch của tuyến nước bọt này, rồi dịch mật này, dịch của dạ dày này, dịch của tụy này, dịch của ruột ạ. Thì tổng cộng tất cả các lượng đó đi vào trong đường tiêu hóa là khoảng 9 lít một ngày ạ. Tuy nhiên, chúng ta thấy rằng người lớn thông thường cũng chỉ đi ngoài khoảng 100ml phân một ngày thôi. Vậy tức là gì ạ? Hệ tiêu hóa ở của người lớn á, hấp thu rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Hấp thu đến tận khoảng 8,9 lít một ngày, đúng không ạ? Vậy thì tất cả những cái nguyên nhân nào làm tăng cái sự bài tiết nước và điện giải trong lòng ruột hoặc là làm giảm cái sự hấp thu nước và điện giải trong lòng ruột thì sẽ gây nên cái tình trạng tiêu chảy mà chúng ta sẽ tìm hiểu ở những cái tiết học sau ạ. Miễn dịch của ruột ạ, thì chúng ta thấy rằng là vì là khi mà tiếp xúc với các cái thức ăn nước uống, đúng không ạ, thì là vi khuẩn nó sẽ có các cái yếu tố gây bệnh và các cái yếu tố gây bệnh này có thể sẽ ảnh đi qua đường tiêu hóa và sẽ xâm nhập vào cơ thể của đứa trẻ. Vậy thì ngay bản thân của đường tiêu hóa có những cái hàng rào miễn dịch để chống lại các cái yếu tố gây bệnh đó. Vậy thì các cái hàng rào miễn dịch tự nhiên đó là gì ạ? Chính là dịch dạ dày và men tiêu hóa. Cái thứ hai là chính là các cái lớp nhầy ở bao phủ trên bề mặt của đường tiêu hóa và nhu động ruột bình thường của đứa trẻ. Các cái mối liên kết biểu mô của đường ruột ạ, các cái IgA tiết đặc hiệu ạ, các cái tổ chức lympho ruột sản sinh ra các cái tế bào có cái vai trò miễn dịch và chính các cái hệ vi sinh vật đường ruột khỏe mạnh cũng đóng vai trò rất là quan trọng trong cái miễn dịch của đường ruột ạ. Lúc nãy thì cô đã nói một chút về cái vấn đề phân của trẻ rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ nói tiếp để tìm hiểu tiếp về phân của trẻ. Thì chúng ta thấy rằng là ở những đứa trẻ sơ sinh ạ, thì chúng ta có thể quan sát cái phân su. Và phân su là cái phân mà có màu xanh thẫm và không có mùi ạ. Và nó được bài tiết sau khi sinh khoảng giờ thứ 6 đến giờ thứ 12. Và bản chất của các cái phân su này đó chính là các cái chất của ống tiêu hóa được bài tiết trong ngày đầu sau khi đẻ. Nếu như mà đứa trẻ đó có cái tình trạng suy thai ở trong tử cung ạ, thì chúng ta có thể thấy rằng là có phân su được bài tiết sớm ở trong tử cung và lúc đó chúng ta sẽ thấy rằng là cái nước ối ạ thì sẽ lẫn cả phân su ạ. Thế còn ở những đứa trẻ mà có cái tình trạng là tắc ruột phân su hoặc là megacolon hoặc là suy giáp thì có hiện tượng là chậm phân su, tức là gì ạ? Phân đứa trẻ đó sau 24 tiếng thì mới bắt đầu đi phân su thì được gọi là chậm phân su. Tiếp đến là chúng ta sẽ quan tâm đến cái số lần đi ngoài bình thường của trẻ nhỏ. Thì chúng ta thấy rằng là tùy từng lứa tuổi mà đứa trẻ đấy sẽ có số lần đi ngoài khác nhau. Ví dụ như ở trẻ dưới 1 tuần tuổi thì đi khoảng 4 đến 5 lần một ngày. Ở trên 1 tuần tuổi là đi khoảng 2 đến 3 lần một ngày. Và 1 tuổi là đi khoảng 1 lần một ngày. Và cái tính chất phân và cái số lần đi ngoài này thì nó cũng thay đổi theo cái chế độ ăn các bạn ạ. Các bạn biết rằng là lúc nãy cô đã nói rằng là ở những đứa trẻ đó bú mẹ, đúng không ạ, ăn sữa mẹ thì cái hệ vi khuẩn trí đường ruột của những đứa trẻ đó ăn sữa mẹ chủ yếu là các cái vi khuẩn bifidus, tức là gì ạ, các cái lactobacillus và bifidobacterium. Đây là các cái vi khuẩn sinh acid acetic và acid lactic ạ. Chính vì vậy mà phân thường có mùi chua hơn và có phản ứng toan hơn so với cả đứa trẻ ăn sữa công thức. Đồng thời là cái đạm ở trong sữa mẹ đó là gì ạ, đạm whey, đúng không ạ, rất là dễ tiêu hóa, rất là dễ hấp thu. Chính vì vậy mà phân của đứa trẻ ăn sữa mẹ thì sao? Thường là nó lỏng hơn ạ. Phân hoa cà, hoa cải thường lỏng hơn, mùi chua hơn và có phản ứng toan hơn so với cả đứa trẻ ăn sữa công thức ạ. Đồng thời là ngược lại, những đứa trẻ ăn sữa công thức, ăn sữa bò thì sao? Thì chúng ta thấy rằng lúc nãy cô đã nói rằng là những đứa trẻ mà ăn sữa công thức ấy, thì cái vi khuẩn trí ở những đứa trẻ ăn sữa công thức này ở trong đường ruột chủ yếu là các cái trực khuẩn Gramum và E. coli, đúng không ạ? Khi mà các cái trực khuẩn Gramum và E. coli đấy thì làm cho
vì là những cái vi khuẩn lên men thối, vì vậy mà mùi của phân nó có mùi hôi và thối hơn so với cả đứa trẻ ăn sữa mẹ. Cái thứ hai là cái đạm ở trong sữa công thức chủ yếu là đạm casein, tức là đạm khó tiêu hóa, khó hấp thu. Vì vậy mà phân của đứa trẻ có ăn sữa công thức, các bạn quan sát thường là phân nó sẽ xịt hơn, đặc hơn so với cả đứa trẻ ăn sữa mẹ. Thì đó là cái sự khác biệt về cái tính chất phân theo chế độ ăn ở những đứa trẻ mà ăn các cái chế độ ăn khác nhau là như vậy. Đây là cái bảng màu phân ạ, thì chúng ta thấy rằng là ngoài quan sát về số lần đi, quan tâm về số lần đi ngoài rồi, quan sát về tính chất phân rồi, thì chúng ta sẽ phải quan tâm đến màu sắc của phân như thế nào, đúng không ạ? Thế còn khi mà màu bình thường thì đứa trẻ đó thường có phân màu vàng hoặc là màu xanh như thế này. Thế còn những đứa trẻ mà bị teo mật bẩm sinh thì có thể có cái tình trạng là phân nhạt màu, hoặc thậm chí là phân bạc màu hoàn toàn như là kiểu bã đậu, hoặc là phân như cứt cỏ như thế này. Đối với những đứa trẻ mà có cái tình trạng là vàng da ứng mật, có thể có cái tình trạng phân nhạt màu hoặc phân bạc màu như thế này. Cơ quan tiếp theo mà chúng ta cần quan tâm đó là tụy tạng ở trẻ. Thì chúng ta thấy rằng là cái kích thước tụy của trẻ sơ sinh thì nhỏ hơn người lớn khoảng 23 cho đến 30 lần ạ. Và đến 5 đến 6 tuổi thì cái hình thể của tụy sẽ giống như người lớn. Trong 6 tháng đầu thì cái chức năng tiêu hóa của tụy thì chưa hoàn thiện, và cái sự bài tiết của dịch tụy ở những đứa trẻ sơ sinh là khoảng 0,5 đến 0,9 ml một gram cân nặng một giờ, và ở người lớn là khoảng từ 2 đến 8 ml một gram cân nặng một giờ. Và các cái enzyme của tụy thì nó cũng giống như người lớn ạ. Tuy nhiên trong 6 tháng đầu đời thì cái số lượng và cũng chưa hoàn thiện được về chức năng. Vì vậy nhắc lại một lần nữa, ở thời điểm 6 tháng mới là cái thời điểm mà chúng ta khuyến cáo cho những đứa trẻ đó bắt đầu ăn bổ sung. Vì sao? Thời điểm 6 tháng đó thì hệ tiêu hóa mới bắt đầu hoàn chỉnh, số lượng và chức năng của các cái enzyme tiêu hóa thì mới được hoàn thiện để bắt đầu cho đứa trẻ đó bắt đầu ăn bổ sung ạ. Quan cuối cùng mà cô muốn giới thiệu đối với các bạn đó là gan mật ạ. Thì so với cả cơ thể thì gan của trẻ tương đối là to, và trọng lượng của gan thì bằng khoảng 4,4% trọng lượng cơ thể trẻ. Và vào tháng thứ 10 thì trọng lượng gan tăng lên gấp 2 lần, vào năm thứ 3 thì là sẽ tăng lên gấp 3 lần. Và một đặc điểm mà chúng ta thấy cần lưu ý là đối với những trẻ nhỏ, đứa trẻ mà dưới 1 đến 2 tuổi thì chúng ta có thể sờ thấy gan dưới bờ sườn 1 đến 2 cm vẫn là bình thường. Thế còn ngược lại đối với người lớn, nếu mà chúng ta thấy sờ thấy gan tức là gì? Gan to, đúng không ạ? Thế còn đối với trẻ nhỏ thì dưới 2 tuổi, 2-3 tuổi thì chúng ta có thể sờ thấy gan dưới bờ sườn 1 đến 2 cm vẫn là bình thường. Và trẻ càng nhỏ thì gan càng di động. Thì gan thì sẽ phát triển nhanh nhất vào cho cái giai đoạn dậy thì. Và chính vì chúng ta biết rằng là ở trong cái thời kỳ bào thai ấy, thì gan cũng là một trong những cái cơ quan sản sinh ra tế bào máu. Vì vậy ở những đứa trẻ sơ sinh khi mà gan mới chào đời thì cái nhu mô của gan thì ở trẻ sơ sinh vẫn phát triển rất là ít. Và gan thì còn có rất là nhiều các cái tế bào, các cái hốc mà sinh sản các cái tế bào máu. Vì sao? Vì là gan ở trong thời kỳ sơ sinh là cái cơ quan mà sản sinh ra các cái tế bào máu á. Và đến 8 tuổi thì cấu trúc của gan thì mới kiện toàn. Thì gan thì có nhiều mạch máu như vậy nên là rất là dễ có các cái phản ứng ở gan, đặc biệt khi mà đứa trẻ đó mắc cái bệnh mà bị nhiễm khuẩn hoặc là bị nhiễm độc ạ. Và trẻ dưới 8 tuổi thì gan sẽ bị thoái hóa mỡ khi mà trẻ bị nhiễm độc. Cuối cùng là cô muốn nói đến túi mật của trẻ ạ. Thì chúng ta thấy rằng là ở trẻ sơ sinh ạ và trẻ nhỏ thì túi mật có thể quan sát thấy ở dưới siêu âm. Và khi mà không quan sát thấy túi mật hoặc là túi mật mà không thay đổi kích thước trước khi bú và sau khi bú ấy, thì chúng ta có thể nghi ngờ đứa trẻ đó bị teo đường mật bẩm sinh. Vậy là chúng ta thấy rằng là khi mà đứa trẻ mà nghi ngờ là đứa trẻ đó bị teo mật bẩm sinh ấy, thì một trong những xét nghiệm mà chúng ta cần đề xuất ra làm là chúng ta sẽ phải làm cho đứa trẻ đó siêu âm trước khi bú và sau khi bú. Tức là gì ạ? Chúng ta sẽ hướng dẫn cho đứa trẻ đó là nhịn đói trong vòng nhịn bú trong vòng 4 tiếng đồng hồ. Vậy là khi mà nhịn bú trong vòng 4 tiếng đồng hồ, khi mà đứa trẻ đó lúc đó như vậy á, thì túi mật của đứa trẻ đó sẽ là to nhất, đúng không ạ? Vậy là khi mà quan sát cái túi mật trước khi bú là chúng ta sẽ quan sát dễ dàng nhất cái kích thước của túi mật nhất và kích thước sẽ to nhất, đúng không ạ? Sau đó thì chúng ta sẽ cho đứa trẻ đó bú á. Và khi mà đứa trẻ đó bú xong ạ, thì mật sẽ được giải phóng từ túi mật vào trong đường tiêu hóa. Và nếu như một đứa trẻ bình thường ạ, thì kích thước của túi mật sẽ giảm đi sau khi đứa trẻ đó bú, đúng không ạ? Vậy là nếu như không quan sát thấy túi mật trước khi bú
là không có cái sự thay đổi túi mật, thay đổi kích thước túi mật trước bú hoặc là sau bú, thì người ta sẽ chẩn đoán là đứa trẻ đó bị teo mật bẩm sinh ạ. Và mật thì sẽ được bài tiết ngay từ tháng thứ 2, tháng thứ 3 của thời kỳ bào thai. Thì đó là tất cả những cái phần ở trong bài đặc điểm giải phẫu sinh lý hệ tiêu hóa trẻ em mà cô muốn giới thiệu với các bạn. Vậy thì trong bài này thì có những cái đặc điểm gì mà chúng ta sẽ cần lưu ý? Thì chúng ta thấy rằng là chúng ta sẽ đi từ trên xuống dưới ạ. Chúng ta thấy rằng là ở miệng của đứa trẻ thì chúng ta thấy rằng là ngay khi ở thời kỳ sơ sinh ạ, trong giai đoạn sơ sinh thì hốc miệng của đứa trẻ đã có những cái đặc điểm rất phù hợp với cả cái động tác bú mút ạ, đúng không ạ? Và chúng ta thấy rằng là cái niêm mạc miệng của đứa trẻ thì rất là mỏng ạ, nhiều mạch máu. Tuy nhiên cái tuyến nước bọt thì chưa biệt hóa hoàn toàn. Chính vì vậy mà niêm mạc miệng làm sao? Rất là khô. Chính vì mỏng, nhiều mạch máu mà lại khô nên là dễ bị cái tổn thương ở miệng. Có thể gặp như là bị nấm miệng này, hoặc là viêm miệng lợn này, hoặc là các cái vết loét ở miệng. Cái tiếp theo là ở dọc vòng hòm khẩu cái của trẻ sơ sinh thì có các cái hạch bô nát, thì đó chính là các cái túi chứa niêm dịch thôi ạ. Ở miệng chúng ta cũng sẽ cần quan tâm đến cái công thức tính số răng sẽ bằng gì ạ? Số tháng tuổi trừ đi 4, đúng không ạ? Để chúng ta quan sát tính số răng ạ. Tiếp đến ạ, ở thực quản thì chúng ta thấy rằng là cái vách của thực quản thì mỏng và nhiều mạch máu. Các cái tổ chức cơ của thực quản thì cũng kém phát triển, vì vậy rất là dễ bị gặp các cái sẹo này, hẹp này. Và khi mà có các cái tổn thương diệt thực quản thì sẽ bị sẹo hẹp là như vậy. Tiếp đến là dạ dày thì có ba cái đặc điểm để lý giải cái hiện tượng mà đứa trẻ đó rất là dễ bị nôn chớ, rất là dễ có hiện tượng là trào ngược dạ dày thực quản sinh lý. Thì lúc nãy cô đã phân tích rất là rõ đối với các bạn rồi, đó là về hình thể của dạ dày, về cái sự phát triển không đồng đều các cái cơ của dạ dày, và cái thứ ba là về góc hít, thì lúc nãy cô đã nói rồi thì các bạn sẽ ôn lại ạ. Và tiếp đến là chúng ta thấy rằng là ruột của trẻ nhỏ thì chúng ta thấy rằng là các cái tổ chức mỡ thì còn lỏng lẻo, đúng không ạ? Trực tràng thì dài, đại tràng sigma cũng dài, đúng không ạ? Manh tràng thì ngắn và di động. Tất cả những cái đặc điểm đó lý giải cho tại sao đứa trẻ này rất là dễ bị lồng ruột, dễ bị xoắn ruột, dễ bị xa trực tràng khi có những cái động tác làm tăng áp lực trong ổ bụng ạ. Ruột thừa thì nằm ở sau manh tràng, vì vậy mà chẩn đoán viêm ruột thừa ở trẻ nhỏ thì chẳng khó khăn hơn so với cả người lớn đó. Các cái enzyme ở trong đường tiêu hóa thì các bạn nhớ rằng là thành phần của các cái enzyme đó thì giống như ở người lớn, tuy nhiên số lượng và chức năng của các cái enzyme đó thì sẽ hoàn thiện vào tháng thứ 6 ạ. Gan của trẻ nhỏ thì các bạn nhớ trong một điều ạ, là có thể sờ thấy sườn 1-2 cm ở những đứa trẻ dưới 3 tuổi vẫn là bình thường. Và gan thì sao? Chứa nhiều mạch máu, vì vậy rất là dễ to ra ở những đứa trẻ mà bị mắc các cái bệnh lý về nhiễm khuẩn hoặc là nhiễm độc ạ, thì rất là dễ bị to ra.